cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay có dịp đi ở đường bến Trương Dương ngày xưa nè, bây giờ đại lộ Võ Văn Kiệt. Qua đây nhìn qua là quận Tư, hồi xưa là nhà máy thuốc lá Khánh Hội bên kia, bây giờ là tòa nhà của Novaland đó. Dãy nhà thời xưa ở bến Trương Dương, bến Trương Dương ngày xưa đây, bây giờ vẫn còn ha. Dọc bên đường dãy nhà rất là cổ, mấy cái nhà ở đây là một ô như vậy cho thuê khoảng 2.000 đô, tại vì cũng có hỏi rồi. Nhà ở đây rất là dài, ở đây có cụm tấm kali rồi đó. Nhà đây là trên 20 mét. Mình đi tới đây là ngã ba Đề Thám và bến Trương Dương. Hành trình của video ngày hôm nay là mình sẽ đi bến Trương Dương và đến cái ngã ba Trần Đình Xu và bến Trương Dương để xem toàn cảnh mua bán ở bến Trương Dương nha. Ở cầu kho nha, bán đồ chai truyền cũ. Sẵn gửi đến hình ảnh một số cô chú anh chị có kỷ niệm về quán chai chị cũ. Đây trước có cái dãy nhà nhưng mà giải tỏa khúc này rồi. Ở đây thì đường Đề Thám khúc này thì bán quán ăn rồi dựa ve chai ở đây. Bến Trương Dương ngày nay là các anh chị bảo đảm chắc là nhìn không ra nếu mà 10 năm về trước các anh chị không có ở khu vực này. Ở đây thì có cái chợ Nga mới xây. Chợ Nga mới mở nhưng mà nó mới mở vậy thôi chứ thật ra nó cũng gần 10 năm rồi, nằm ở cái trong cái chung cư, nó giống như chợ An Đông cũng bán quần áo. Ở đây bán đồ Tết ha, đồ trang trí Noel, đồ trang trí Tết 314 của Văn Kiệt. Rồi mình đi tiếp nha. Đây là tòa nhà Toyota mới khánh thành cách đây khoảng 2 năm. Hồi xưa khu đất này là của miếng đất Isuzu, là cái hãng xe Isuzu nằm cái mặt tiền nằm bên chỗ đường Cô Giang. Nhưng ngày nay thì tòa nhà của Toyota để cho thuê chỗ đậu xe, bãi gửi xe rất là hiện đại. Mình chạy lên lầu nguyên tòa nhà đi gửi xe không thôi. Nắng quá. Còn trước tới đây thì cái chợ Nga nằm ở đây. Đây Trương Dương Corporation. Nga.
ở trên là chung cư người ta ở, ở dưới là có cái chợ Nga 2-3 tầng, 2-3 tầng thôi. Đây cũng là thuộc phường Cô Giang hiện nay. Mình tiếp tục đi đi đến ngã ba Cầu Kho. Ở đó có cô bán đồ chai rất là lâu năm. Cô đó có quán tên là Chị Cũ. Yêu cầu của cô Thúy Đào ha. Cô Thúy Đào nói là cô nói là cô rời Việt Nam năm 83 rồi. Năm 83. 2005 cô có về. Nhưng mà bây giờ là 2019 rồi. Vậy là mười mấy năm rồi, mấy năm quá nhiều sự thay đổi. Ở đây lúc trước là cái nhà máy gì á, bỏ lâu lắm rồi á, rồi bây giờ mới rào lại để xây dựng không biết cao ốc gì nữa. Quá nắng. Đây ngày xưa là quán con gà trống. Đó, nhìn bên trong có rộng lắm, rất là rộng. Có lẽ cái hành trình hôm nay thì hơi khá dài, thì nó sẽ chắc là phải chia ra 1-2 phần gì đó, chắc 2 phần đó, tại dài quá cái máy nó quay nó bị ngắt, mong mọi người thông cảm nha. À, mình đi chút xíu nữa sẵn cho mọi người xem bến Chương Dương luôn, là đại loại đó anh Kiệt bây giờ. À, không biết có chói nắng không nữa, quá nắng. Bên đường đi cho nó mát. Đó, ra ngoài đây đi. Tôi theo hàng cây mới trồng ở trên đường Võ Văn Kiệt. Xe đông quá. Mình đi bên đây cho bà con nhìn rõ hơn nha. Đây là cái ngã ba Hồ Hảo Hớn. Hồ Hảo Hớn và bến Chương Dương. Ở đây ngày xưa có cái quán cơm, cái dãy nhà xưa nhưng mà bây giờ mới lập tôn lại nè. Thì hôm nào để chút nữa coi có thời gian em đi tiếp cái hẻm 59 Hồ Hảo Hớn để giúp bà con mình xem lại hình khung cảnh ngày xưa nha, ôn lại cái. Đây là bến Chương Dương. À, bến Chương Dương thì nó nói liền với bến Hàm Tử rồi. Bến Chương Dương, bến Hàm Tử, tới xíu nữa thì có bến Phú Định. Rồi kế bên bến Phú Định có bến Bình Đông. Rồi dọc theo con kênh Tàu Hủ này là mấy cái bến, có mấy cái bến vậy. Thì bây giờ vẫn bến Phú Định vẫn còn tên bến Phú Định nè. Rồi bến Bình Đông vẫn còn là bến Bình Đông. Nhờ bến Chương Dương thì không còn nữa, bến Hàm Tử thì đổi tên thành đại lộ Võ Văn Kiệt luôn rồi.
đó mình đi sắp đến cái ngã ba Trần Đình Xu và bến Trương Dương. Thường chị cô cũ đó, cô bán nguyên ngày, bán từ sáng tới 9 giờ đêm nữa. Nhưng mà để gặp được cô thì phải buổi chiều. Mà thường buổi chiều thì em lại đi làm nên phải đợi ngày ngày Chủ nhật. Rồi mong mọi người và cô Đào thông cảm nha. Không biết cô là cô Đào hay là cô Thủy. Con xưng hô cái gì cô bỏ qua con nha. Mong bà con thông cảm. Chiếu là gửi hình ảnh quê nhà cho mọi người xem. Con đang đi trên con lương. Hồi xưa thì quán chay nằm bên hai bên đường. Nhưng mà sau này thì quán chay nó bên này người ta lấy lời nhà bán còn một bên bên chợ cũ thôi, chợ nhỏ thôi. Giờ mình đi vô cái trước khi gặp cô cũ thì mình xem lại số hình ảnh toàn cảnh mua bán ở đây nha.